Sáng ngày 20 tháng 10, Ban tổ chức hội thi xe tuyên truyền lưu động huyện Vĩnh Tường với chủ đề Vĩnh Tường 200 năm văn hiến, tự hào và khát vọng tổ chức học Ban tổ chức, tổ giúp việc hội thi xe tuyên truyền lưu động. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành viên Ban tổ chức, tổ giúp việc hội thi xe tuyên truyền lưu động với chủ đề 200 năm Vĩnh Tường, văn hiến, tự hào và khát vọng. Hội thi xe tuyên truyền lưu động với chủ đề 200 năm Vĩnh Tường, văn hiến, tự hào và khát vọng là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng đến chào mừng 200 năm danh xưng Vĩnh Tường thông qua hội thi nhằm nói lên vùng đất vĩnh tường với nền văn hiến phát triển là nơi giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng qua hội thi sẽ quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đơn vị cũng như của huyện nhà hội thi xe tuyên truyền có xe của 28 xã thị trấn 4 trường trung học phổ thông trong huyện xe của khối mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện các ban xây dựng đảng và văn phòng huyện ủy xe của trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện sau khi đại diện ban tổ chức hội thi thông qua bản dự thảo thể lệ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban tổ chức hội thi, các đại biểu đã góp ý vào các nội dung chính như Phòng văn hóa và thông tin huyện có đề cương hướng dẫn viết bài tuyên truyền cho các xã, thị trấn và các đơn vị tham gia, quy định cụ thể thăng điểm chấm, quy định về kích thước xe, tải trọng và các quy định về an toàn giao thông khi xe tham gia diễu hành, vân vân. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đánh giá cao các ý kiến tham gia của các đại biểu đồng chí đề nghị cơ quan thường trực hội thi phòng văn hóa và thông tin tiếp thu các ý kiến tham gia điều chỉnh số nội dung trong bản thể lệ dự thảo điều chỉnh về câu từ và hình thức văn bản đảm bảo chặt chẽ để triển khai đảm bảo các yêu cầu mục đích hội thi